Chào mừng mọi người đến với kênh Mộng Tiên Giới. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi xem video. Và sau đây là chấp 30 của bộ truyện ta ký kết khế ước với chính mình. Hồ sơ thôn Thánh Tổ Đội trưởng, ngài xem thứ đó làm gì? Không biết cô còn nhớ. Mặc dù gia tộc Chu đã làm nhiều chuyện tàn nhẫn khi nắm quyền. Nhưng vào thời điểm ban đầu, ngự thú Chu gia cũng là gia tộc anh hùng. Để chống lại thảm họa đại hàn khi đó gia chủ chu gia chu xích dương cùng thái dương thần điểu hòa làm một thể hàng ngày không ngừng bay lên bầu trời mang đến ánh sáng và ấm áp cho mọi người ông ấy đã kiên trì như vậy suốt 10 năm cho đến khi kiệt sức mà chết tôi biết sau khi chu xích dương chết ông ấy được chôn cất tại dãy núi lạc nhật bên ngoài minh châu thành những người sống sót ngoài thành đều cảm niệm ân tình của ông mà trông coi mộ phần hàng trăm năm sau những người này kết hợp để sinh ra những thế hệ tương lai dần dần hình thành một thôn làng, chính là thôn Thánh Tổ. Nhưng bây giờ có liên quan gì đến thôn Thánh Tổ? Cứ mỗi trăm năm, thôn Thánh Tổ sẽ sinh ra một thánh nữ. Huyết mạch thánh nữ có thể bảo vệ thôn khỏi mọi sự xâm lấn của dị hóa thú. Chẳng lẽ, Trần Bích Đình chính là thánh nữ đến từ thôn Thánh Tổ? Có lẽ Chu gia định dùng thánh nữ để kiểm soát thiên thường hồ. Tại sao thánh nữ lại xuất hiện ở hãn hải học đường? Hơn nữa đã xảy ra chuyện này, vậy mà thôn thánh tổ lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu họ cố tình thì sao? Lấy lý do thánh nữ bị giam giữ trong thành, thôn thánh tổ có thể phát động chiến tranh với Minh Châu Thành bất cứ lúc nào. Tại sao họ lại muốn làm vậy? 150 năm trước, Minh Châu Thành cũng từng có một vị thành chủ độc tài. Để tránh đi vào vết xe đổ của Chu Gia, đội dọn dẹp đã liệt bà ấy vào danh sách truy nã hàng đầu. Cuối cùng liên hợp với thành chủ đương nhiệm thành công đuổi bà ta ra khỏi thành. Sau đó, không biết bà ấy đã dùng cách gì, đã trở thành lãnh đạo của thôn Thánh Tổ. Có lẽ bà ta chưa bao giờ từ bỏ Minh Châu Thành. Chỉ là đang chờ thời cơ chín mùi để quay lại. Đội quét dọn đã xây dựng nhiều nơi trú ẩn an toàn ngoài thành. Những nơi trú ẩn này rất bí mật, có cái được xây trong đá, có cái ẩn dưới đất hoặc trên cây. Nơi trú ẩn số 3 Tiếng động này, chẳng lẽ lại là chu ra giờ trò phải ra ngoài thám thính chút mới được nhưng nếu chỗ này bị phát hiện những người bị thương sẽ gặp nguy hiểm để trương bình ở lại chỉ dựa vào một mình cậu ấy liệu có ổn không thành công rồi thành công gì cơ đèn lồng này chẳng phải đã hết năng lượng rồi sao đúng là hết năng lượng nhưng tôi nghĩ vứt đi thì hơi tiếc vì thế tôi thử xem có thể nạp lại năng lượng hay không thực hỏa giả hỏa diễm quấn quanh thuần thủy chi thể Thuần huyết chi thể Minh vụ chi thể Đèn lồng u quỷ có thể che giấu mùi và thông tin trong một phạm vi nhất định xung quanh. Năng lượng hiện tại 21 trên 200. Cuối cùng, sau khi thêm minh vụ vào, đèn cũng sáng lên. Hơn nữa, hiệu quả còn được tăng cường. Đúng là chó ngáp phải rồi. Dùng đèn lồng che giấu nơi trú chú ẩn, chúng ta sẽ có thể yên tâm ra ngoài thám thính. Nhiều như vậy sao? Từ bao giờ Chu gia đã kiểm soát nhiều dị hóa thú thế này? Tổng bộ, đây là Lưu Tư Thiện. Gần nơi trú ẩn số 3, có khoảng 10.000 dị hóa thú đang tiến về thành Minh Châu. Cấp bậc không cao, hầu hết là xâm lâm lang và thỏ đạn. Lạ thật, sao đám dị hóa thú này lại trông gấp gáp như vậy? Chúng không giống như đang đến một nơi nào đó, mà giống như đang chạy trốn. Tư, Tư tư, cô mau nhìn kìa. Đính chính còn có một lượng lớn xác sống đang tiến vào thành. Số lượng có lẽ là 50.000. 50.000. 10.000 dị hóa thú, 50.000 xác sống, trong thành còn có thiên thường hồ và tàn dư của chu gia. Hiện giờ nhân lực trong đội không đủ, hoàn toàn không thể đối phó với nhiều kẻ địch như vậy cùng một lúc chỉ có thể tự mình ra tay sao? Không đúng, vẫn còn một cách. Mạn Ni, Trần Lạc Phi, hứa khiết. Chuẩn bị mở màn lần nữa. Nhưng, chẳng phải thiên mạc đã. Đội trưởng có ý gì vậy? Hôm qua khi yểm trợ Trương Bình, ta đã tạm thời áp chế Nguyệt Vương Tử. Bây giờ sức mạnh của nó vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Tuy rằng không thể trông cậy vào đội tuần phòng và đội điều tra, nhưng trong thành vẫn còn không ít chiến lực mạnh mẽ chúng ta sẽ khắc chữ lên thiên mạc, thông báo cho toàn thành về cuộc tấn công của xác sống. Xác sống tấn công. Sau khi những thức tỉnh giả trong thành tập hợp xong, chúng ta sẽ trà trộn vào trong, vừa bảo vệ thành Minh Châu, vừa tránh được sự giám sát của Thiên Thường Hồ. Hành động mau lên. Rõ. Chuyển sang chế độ đa người chơi. Lưu Tư Thiện, Trương Bình, ta ra lệnh cho hai người cố gắng hết sức ngăn chặn dị hóa thú và xác sống bên ngoài thành cố gắng câu giờ cho những người tập hợp trong thành. Nơi trú ẩn số 5. Đây là phân bộ, đội trưởng xin chỉ thị. Nhanh chóng đến hỗ trợ lưu tư thiện gần nơi trú ẩn số 3, rõ. Gò gò gò. Đi thôi, đã đến lúc chúng ta ra sân rồi. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.